quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Miền Tây. Có mặt tại chùa Tam Cần, xã Tam Đôn, huyện Mỹ Xuyên để ghi lại hình ảnh lễ Casina dẫn đi. Chúng đồng bào Khmer 2024 như thế nào? Thì ngày mới xin chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và đồng hành cùng mình để khám phá được những điều mới này. Thank you.
Thank you.
dòng tay trình một chút thôi. Điện thoại thì tay trình. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chị các bạn một ngày mới vui vẻ và đón xem những video tiếp theo chợ miền Tây. Nếu có hay muốn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ để xem phương án. Xin chào.